Rồi, ok, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay bên em lại về được ít điện thoại. Nói chung có nhiều quay nhiều thôi. Tại tuần này hàng em nhập cũng không có được nhiều lắm. Thì nếu anh chị đang xem video mình có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn hoặc cần trao đổi máy, mình có thể gọi trực tiếp số điện thoại này giúp bên em 0767347340. Bên em chỉ có một số điện thoại duy nhất này thôi, không có số khác nha mọi người. Nếu mọi người chốt hàng bằng số điện thoại khác thì nếu mà có lừa đảo thì bên em không chịu trách nhiệm nha. Bên em chỉ chịu trách nhiệm duy nhất với một số điện thoại này thôi ha. Anh chị nếu mà ngại gọi điện thoại á thì mình có thể nhắn qua ứng dụng Zalo. Zalo của em cũng một số điện thoại này thôi. Đó, mọi người nhập vô Zalo là có thông tin bên em ha. Thì kênh của em chuyên mua bán trao đổi điện thoại. Anh chị đang xem video bất kỳ, nếu mình muốn có nhu cầu muốn biết thêm thông tin thì mình có thể bấm vô phần mô tả video nè. Bên em để chi tiết trong đây ha. Nó gồm có nè: thời gian làm việc, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại liên hệ, thông tin liên hệ, tài khoản ngân hàng đầy đủ trong đây ha. Thì anh chị có thể tham khảo thêm hoặc là mình gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo với bên em ha. Thì shop em ở thành phố Hồ Chí Minh, bên em có ship hàng toàn quốc hoặc anh chị có thể tới trực tiếp cửa hàng xe máy. Nếu mà mọi người ở xa muốn ship hàng á thì mọi người vui lòng đặt cọc trước giúp em từ 100 tới 200 ngàn. Tiền cọc bên em sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy cho mọi người. Và máy có phụ kiện gì thì bên em sẽ quay chi tiết từng cây ha. Ok. Rồi, tiếp tục một số cây thôi. Đó, cái này thì quay chắc cũng phải nửa tháng nữa mới hết. Đợt này còn mười mấy cây. Đây, đây là iPhone 6. iPhone 6 máy quốc tế. Đây, quay cho mọi người xem ngoại hình cho nó kỹ kỹ ha. Đó thì ngoại hình nói chung đánh giá cả 97% đổ lại thôi. Không đẹp keng nha mọi người. Tại sao? Cái này là vỏ. Cái này là cái lưng của nó có vỏ zin, men zin, màng zin, vỏ zin nên nó chỉ có vậy thôi. Vỏ zin nên nó không được đẹp. Tại sao? Con này nó ra lâu rồi, nó ra 10 năm rồi quý vị chứ không phải nó mới ra đây. Thì cái vỏ nó vậy nè ha. Đây, đây là iPhone 6 máy quốc tế 16 GB. Con này là vân tay full nha quý vị. Full vân tay, màng zin, vân tay đầy đủ, full chức năng. Mấy con này thì một sim nha mọi người. Bắt đầu từ iPhone XS Max nó mới có hai sim thôi, còn iPhone 6, 7, 8 đa phần nó là một sim hết. Tình trạng pin của mấy con này là từ 85% đổ lên. Ví dụ như con này còn 97 nè, có con 93, có con 91, có con 92 đầy đủ nha. Tại mấy cái này là máy cũ qua sử dụng rồi, không thể nào pin trăm trăm được. Cái này em bán giá rẻ rồi. Đó. Giá bán chỉ có 666 ngàn, tặng kèm ốp lưng cường lực thì em dán sẵn trên máy rồi. Mấy cái này thì em bán em không tặng kèm sạc nha. Tại giá này bán lại có mấy chục ngàn thôi. iPhone 6 máy quốc tế 666k. Ok ha. Một màu duy nhất thôi nha mọi người. Đợt này bên em chỉ có một màu này thôi. Con này gọi là màu xám. Xám mặt kính trước màu đen. Ok. Rồi. Anh chị nào cần máy pin cao, màn hình to, giá rẻ, mình có thể tham khảo con này ha. Đây là Realme C11. Cấu hình của nó là bình thường thôi. Con này là đúng là máy chính hãng bán tại thị trường Việt Nam. Pin 5.000, Realme C11, màn zin đẹp keng, không một vết tì, không ám không mố gì luôn nha. Đây là Realme C11. RAM 2GB, 32GB, pin 5.000, hiện tại đang chạy Android 10, màn hình 6.5 inch, camera sau của nó là 8 chấm, camera sau 5 chấm, hai cái, camera trước 5 chấm. Đó, đây mọi người xem. Camera sau cũng làm nhìn hầm hố ha, nhưng thực tế nó chỉ có hai camera sau thôi. Đó. Camera trước cũng 5 chấm, chính hãng Việt Nam. Đó. Con này là còn miếng dán màn hình lúc mà mới mua luôn nè. Tại con này nói chung là khách cũ người ta xài á, người ta không có dán cường lực. Đó. Nó có chạy chạy miếng dán ha, nhưng mà gỡ ra là đẹp keng nha. Cái kính bên trong là đẹp keng nha quý vị. Cái này là miếng dán màn hình thôi. Đó. Nhưng mà khi giao cho mọi người là em sẽ gỡ ra em dán cường lực vô. Đó, yên tâm, máy full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Hay anh chị mua về làm hotline hoặc là mình không có nhu cầu mà xài nhiều quá, mấy con này thì ok, mình xài mình cắm mấy con này mình cắm sim vô xài nhất phải từ 7 tới 10 ngày nó mới hết pin nữa. Nếu mà nghe gọi xong có phải nửa tháng, pin 5.000, 888k, tặng kèm sạc, dán cường lực, Realme C11 888k. Rồi lúc trước em còn lại cái này, iPhone 6s Plus vỏ zin, ngoại hình cả 95% đây. À. 6F Plus vỏ zin nha, màn zin luôn, màn zin cường lực, ốp lưng. Mấy cái này thanh lý thì không có sạc, tại iPhone thì em ít khi nhà em ít ít khi bán iPhone lắm, nên mấy cái iPhone đa phần là bên em không có sạc.
Đây là iPhone 6S Plus mã Mỹ, máy quốc tế. Tình trạng pin 100% là sao? Pin này thay rồi nha quý vị. Pin này là thay rồi chứ không phải pin zin của nó đâu nha. Con này là pin thay rồi nè. Đó. Vân tay không có vân tay. Con này tình trạng là mất vân tay nên giá nó rẻ, dưới 1 triệu à. Đây, không thêm được vân tay nhưng mà còn lại là full. Đó, camera sau, camera trước đầy đủ. Phần mềm thì cài đặt. Sao S Plus 32 GB nha mọi người. Bản 32 GB nha. Bản này là bản 32 GB. iPhone 6S Plus máy quốc tế 32 GB. Tình trạng mất vân tay, men zin, màng zin, vỏ zin. Giá bán 990k, tặng kèm ốp lưng, dán cường lực. 990k thôi. Cường lực dán rồi nè mọi người. Đó. Nói chung máy cũ qua sử dụng iPhone 6 Plus giờ có 1 triệu bạc. Hồi xưa lúc mới ra 21 triệu 990 ngàn. Đó. Rồi tiếp theo iPhone 7. iPhone 7 máy 95-96%. Rồi con này màu đen. Cái màu đen là cái màu nó dễ chạy nhất cái gì. Nè, nó hơi nhâm nhâm viền nè mọi người thấy không? Đó, đây đây. Quay rõ. Đó, nó hơi nhâm nhâm viền. Tại cái màu đen á, cái sơn màu đen á nó hơi nhâm nhất. 77 Plus là vậy. Đó. RAM RAM 2 GB, con này cũng 32 GB. Máy này cũng là máy quốc tế. iPhone 7 mã Mỹ quốc tế. Tình trạng pin 87%, men zin, màng zin, vỏ zin. Pin 87%. Vân tay đầy đủ, con này vân tay đầy đủ. 7 32 GB, vân tay đầy đủ. Camera sau 12 chấm, camera trước 7 chấm. Loa kép nha, con này là loa kép rồi nha quý vị. Đấy. 1 triệu 150, 1 triệu 150 ngàn, tặng kèm ốp lưng dán cường lực. 1 triệu 150 ngàn. Đây là iPhone 7G máy quốc tế nha mọi người. 7G là iPhone thế hệ thứ 7 nha mọi người. Kiểu như là cái thế hệ thứ 7 chứ không phải là 7G là sống 7G đâu. Hiện tại bây giờ nó chỉ có sống 5G thôi. iPhone 7G là hình như là phiên bản thứ 8 hay sao ấy, nhưng mà nó tên là iPhone 7. Đó. Rồi tiếp theo cũng là mấy cây pin châu, mấy cấu hình pin châu. Cấu hình thì bình thường thôi, nhưng mà anh chị nào cần pin thì mình tham khảo. Anh chị chạy sơ công nghệ cũng được nha. Con này nói chung chạy được thôi. Còn anh chị muốn chạy mượt á, thì mình mua đề cao. Tại vì sao? Những cái con này nè, cấu hình nó không được mạnh. Anh chị nào mà cần mà một cái máy mà mình để chạy sơ công nghệ, ví dụ như mình chạy app rồi đó, mình cắm mình chạy cả ngày luôn cũng không sao. Nhưng mà mọi người muốn chơi game thì mọi người nên cân nhắc. Tại con này thì nó chỉ tập trung vô cái thời lượng pin thôi. Pin con này 6.000. Ngoại hình dày, dày nha mọi người. Con này dày chắc cũng phải cỡ 9-10 á. Đây, đây là Realme C12. Máy chính hãng bán tại thị trường Việt Nam. Men zin, màng zin, vỏ zin, full chức năng. Nhận diện vân tay đầy đủ. RAM 3GB, 32GB thôi. Màn hình 6,52 inch. Có vân tay, có khuôn mặt. Camera sau 3 cái 13 chấm. Camera trước của nó là 5 chấm. Đó. Máy có 1 triệu mấy bạc, mua xong chạy sơm công nghệ đúng một tuần lễ là gỡ vốn được cái máy. Loa nước ok. Giá bán 1 triệu 190 ngàn, tặng kèm ốp lưng sạc dán cường lực. Mấy con này mọi người mua về chỉ cần chọt cái que chọc sim ra, lắp sim vô xài thôi. Phần mềm anh em cập nhật hết rồi. Realme C12 chính hãng Việt Nam. C12 này sách tay nó bán đầy nha quý vị. Sách tay nhiều lắm nha. Sách tay nó chạy lên cấu hình 6128 á, nhiều tới RAM nó cũng 3 GB, 32 GB thôi. Đó. Còn đây, đây là một con Vivo Z5i, ngoại hình cả 97-98%. Đây nó quay luôn, quay cận cận luôn. Tại nhiều khi em đang chạy shipper đó quý vị. Quý vị kêu em chụp hình máy gửi á, nhiều khi không có cầm trên tay không có chụp được thì em sẽ cố gắng quay kỹ nha. Con này cả 97-98%. Con này là Vivo Z5i. Z5i thì nó khác cái gì với Vivo i19. Tại con này nếu mà bán chính hãng, con này mà máy chính hãng thì nó sẽ mã của nó là Vivo i19, RAM 6 128. Nhưng mà con này là Vivo Z50 thì cấu hình nó nhỉnh hơn xíu ha. RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB. RAM 8, bộ nhớ trong 128. Pin 5.000. Camera sau của nó là 3 cái 13 chấm. Camera trước của nó là 16 chấm. Đây, camera sau. Camera trước đầy đủ full chức năng. Loa led ok. Với đặc biệt khi con này nè, anh chị mua máy chính hãng Vivo 19 á,
nó chạy con chip là Helio B65. Thì con đó mọi người chơi Liên Quân cũng được, nhưng mà chơi cái FPS30 thôi. Nhưng mà con này là máy xách tay quốc tế, nó chạy con chip Snapdragon 675, nó mạnh hơn chút xíu. Mọi người chơi Liên Quân để FPS60 á. Giá bán của nó là 1.400.000, đầy đủ phụ kiện, ốp lưng, sạc, dán cường lực, ship hàng toàn quốc luôn ha. Đó, có thông tin bên em có để dưới đây nè, số điện thoại liên hệ, hoặc là mọi người nhìn vô tiêu đề video của em đăng cũng có luôn. Này, cái tiêu đề video của em á. Này nè. Cái tiêu đề nào mà bên em cũng để số điện thoại đầy đủ trong đây ha. Đó. Rồi, hello. Quá dễ, mọi người chỉ cần xem tiêu đề là có số điện thoại bên em. Rồi, ok, tiếp theo. Realme 6i. Đó, cái đợt này Realme này giờ bán nó cũng phải chậm chậm xíu, nhưng mà những con này là máy chính hãng, zin main zin, màn zin, vỏ zin. Nói chung thị trường mấy con này nó bán 1.3 triệu 1.4 triệu cũng có vậy, nó thiệt mấy con này nè, nhưng mà vỏ nó không được đẹp lắm. Còn này là máy hãng thanh lý ra, ngoại hình nó cũng tương đối, phải 97% á. Đây là Realme 6i thì cấu hình cũng cơ bản thôi, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, đúng một cấu hình duy nhất nha. Những cái con này nó không có hai phiên bản cấu hình đâu, nó chỉ có đúng một cái phiên bản cấu hình duy nhất là RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, màn hình 6,5 inch, chạy chip Helio G80, pin 5000, camera sau của nó là 48 chấm, camera trước của nó là 16 chấm, vân tay khuôn mặt đầy đủ. Giá này em bán là tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho mọi người rồi ha, ốp lưng, dán cường lực, sạc. Đó. Sạc cái này là cổng sạc Type-C nha mọi người, 5 rồ là bắt đầu nó có cổng sạc, Realme 5 là bắt đầu nó có cổng sạc Type-C rồi. Đó. Những con này là mặc định hai sim hết, tất cả đều là máy chính hãng bán tại thị trường Việt Nam. Cái này là kiểu như Realme nó thu cũ đổi mới đó, gì nó thu cũ là của mấy khách á, khách người ta xài xong rồi người ta muốn lên đời thì ở đâu cũng vậy. Nếu mà mọi người mua Thế Di Động thì họ sẽ cũng có chính sách thu cũ đổi mới cho mọi người. Thì nếu mà mọi người mua cái máy của Realme thì mình có thể bán là trực tiếp cho hãng luôn ha, thì mình sẽ đổi những con máy Realme khác nó cao hơn, thì kiểu nó là vậy. Thì những con này đang bán với giá là 1.490.000 thôi, đúng máy chính hãng Việt Nam nha. Chính hãng Việt Nam là sao? Bán tại thị trường Việt Nam, có đóng thuế nhập khẩu đầy đủ, nó thì gọi là chính hãng Việt Nam. Còn những máy là xách tay, ví dụ như máy này là xách tay, con này là xách tay về chui, có thể là trốn thuế, gọi là trốn thuế đó cho nó dễ. Tại thực tế ra con này có hình cao hơn con này, con này có hình cao hơn mà giá thấp hơn. Tại vì sao? Em nhập vô giá rẻ là một phần, thứ hai là những con máy này trốn thuế, nó gọi là vậy cho dễ. À, giống như con này nè, con này cũng là máy chính hãng nè, chính hãng bán tại Việt Nam. Xiaomi Redmi Note 11, ngoại hình cả 96-97%, lưng sau nó hơi phải phẩy xíu đó. Lưng zin nha đó, không cứng móp, ở đây hơi phẩy xíu nè đó, phải cái viền xíu, quay rõ chi tiết cho mọi người ha. Tại vì nhiều khi mọi người nhắn em là chụp hình cái máy gửi qua cho mọi người coi, em cũng không có thời gian em chụp nữa, tại vì nhiều người gọi quá nên nhiều khi không có, mọi người thông cảm mà. Em sẽ cố gắng quay chi tiết cho mọi người cho nó dễ. Đây là Redmi Note 11 phiên bản cấu hình thấp nhất luôn. Tại thằng Redmi này nó có hai ba phiên bản, RAM 4GB, SAM 4GB, RAM 4GB 128GB, và cái bản cao nhất của nó là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Thì con này là bản thấp nhất nên giá nó rẻ nhất. Con này RAM 464 thôi, đổi lại nó được cái con chip Snapdragon 680 nè, màn hình AMOLED Full HD, tần số quét màn hình 90Hz, giá rẻ mà có 90Hz ha. Loa kép nha, con này loa kép, camera sau 50 chấm, pin 5000, cổng sạc Type-C có sạc nhanh rồi, về là cắm vô là sạc chắc cỡ con này có 1.5 tiếng là đầy pin. Loa kép rồi. Giá bán con này là 1.690.000, máy chính hãng thị trường Việt Nam, 1.690, tặng kèm ốp lưng, dán cường lực, sạc. Rồi, cái lô này mới về nè, mới cài xong tức thị luôn. Hôm bữa lấy về 3 cây, bán hết rồi. Hôm nay mới về được 2 cây, tại vì bên kia nó hết hàng, em còn 2 cây. Cây này là Realme V11S 5G, máy 5G có giá rẻ mà cấu hình khủng nha. Con này cấu hình khủng nha mọi người. Đây, con này là nó, nếu mà mọi người nhìn ở ngoài á, thì nó sẽ là nâu 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 nâu, nhưng mà khi mọi người vô tối á, nó sẽ là màu đen. Nó quay cái màu không biết màu gì luôn, màu nâu bạc không, thấy để góc này nâu bạc đúng không, nhưng mà nghiêng qua đây cái nó ra màu đen, nghiêng xuống này cái nó ra màu đen, không mọi người thấy không, màu nó hơi ảo xíu. Thì cây này là Realme V11S 5G, cây này cũng là máy xách tay nha. Tại thực tế cái cây này nếu mà nó bán chính hãng nó phải 4 cũ máy, 5 cũ máy, tại cây này cấu hình nó mạnh mạnh. Đây cho mọi người xem cấu hình,
RAM của nó 4 GB thôi. Tại vì nếu mà máy quốc tế, thị trường quốc tế, thị trường nước ngoài nó sẽ có nhiều phiên bản lắm. Cái này đây, RAM 4 GB, bộ nhớ 128 GB, chạy con chip Dimensity 8000 à, 810 có 5G. Camera sau của nó là 13 chấm, camera trước 8 chấm. Thì con này nó tập trung cho cái cấu hình thôi nha. Anh chị nào mà chơi game, cần chơi game pin trâu thì mình tham khảo con này cũng được. Tại thực ra nếu mọi người cầm chịu máy mà mua máy chính hãng cũ á, ít cái con nào mà mình chơi game là ok lắm, trừ khi mọi người mới máy nó cũ sâu như là Snap 845 mà còn chơi nổi. Còn bây giờ là thua. Đấy. Còn bây giờ là chỉ có mấy con sách tay thôi. Cấu hình này 810 là khủng rồi nha quý vị. 810 là nó mạnh hơn Geno 6Z, Geno 7 luôn á. Geno 7 nó chạy con chip 680 nó cũng mạnh lắm. Còn cái con 6Z là Dimensity 800 thì nó thua con này xíu. Thì con này em đang bán với giá là 1 triệu 650. Còn đúng 2 cây nha quý vị. Hôm bữa lấy 3 cây giao đi hết trơn. Hôm nay về có 2 cây. Tính qua lấy nhiều mà không có hàng. Mới cài xong có đợt tức thì luôn. Nói chung là những cái máy em bán ra đa phần là em cài phần mềm như nhau hết nha mọi người. Những cái này nè, mọi người mở cái này là nó y chang không, phần mềm nó y chang vậy luôn, em cài luôn vậy cho dễ. Mọi người về chỉ cần lắp sim xài thôi, hoặc là khi mà giao tới mọi người á, mọi người mở cái máy lên, mọi người kết nối wifi là mình sẽ test được một số ứng dụng cơ bản như là Facebook, Zalo, TikTok gì đó. Còn nếu mà không cài á, mọi người lắp sim vô mọi người cũng biết cài gì đâu, nên bên em cài sẵn hết cho mọi người cho nó dễ ha. Rồi tiếp theo Realme 6 Pro, những con này cũng là máy chính hãng nè. Đó, 6 Pro thấy mặt mặt lên sao đẹp không, hình tia sét luôn ha. Đó, một cây màu xanh, một cây màu đỏ, đỏ mà dạng đỏ bầm, đỏ hồng nó quá gì đó. Realme 6 Pro cũng máy máy zin, men zin, màn zin, vỏ zin, full chức năng. Mấy con này thì ngoại hình cỡ 96% thôi, 95 96 thôi, lưng sao nó có hơi phẩy phẩy xíu, con này lưng nó hơi phẩy nè, con này lưng đẹp. Nói chung con này đánh giá cỡ 97 được, con này chắc cỡ 95 96 thôi, 96 rồi. Đó. Khung viền thì ok nha, khung viền thì không cứng gì hết, nhưng mà lưng đó, tại những con này lưng em bấm em hướng dùng về em cứ nghĩ là kính của vậy, nhưng thực tế ra nó là nhựa bóng nha, nó là nhựa giả kính, nó có sao bảo vệ cho nó dễ ha. Đây là Realme 6 Pro, cái con này cấu hình cũng ok nè mọi người, màn hình 6,6 inch, độ phân giải full HD, tần số quét màn hình 90 Hz, RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB, chạy con chip Snapdragon 720G. Con chip này tới thời điểm hiện tại nó không phải là con chip mạnh nha mọi người, nhưng mà nó ổn định, tiết kiệm pin. Con 720G này nó ổn định, tiết kiệm pin ha. Đó. Camera sau của nó 64 chấm, camera trước là 16 chấm. Pin con này 4.300. Con này nó cũng có sạc nhanh nha mọi người. Cái dòng Realme mà 5 Pro trở lên, 5 5 Pro là bắt đầu nó có sạc nhanh này. Cái đời 6 là nó có sạc nhanh. Đó. Snap 720G thì hiện tại bây giờ nó không phải là con chip mạnh, nhưng mà nó ổn định và tiết kiệm pin. Thì con này em đang bán với giá là 1.900.000, tặng kèm sạc nhanh, dán cường lực sẵn trên máy và tặng kèm ốp lưng. RAM 8 128, Realme 6 Pro. Rồi tiếp theo, lô này về bán được mấy con cây à? Nói chung lô này bán hơi chậm là bán được con cây, còn 3 cây. Đây là Oppo K9X. K9X thì nó có hai màu thôi nha mọi người, màu đen với là màu tím, màu đen đen nhám nè, chống bám vân tay. Thì cái màu tím cũng vậy, màu tím cũng chống bám vân tay nha, nhưng cái màu tím này nó sáng hơn xíu. Đây, đây là Oppo K9X. RAM của nó là 8 GB, bộ nhớ 256 GB. Tại sao? Con này nó có nhiều phiên bản lắm quý vị. RAM 4 bộ nhớ 128, RAM 6 bộ nhớ 128, RAM 8 bộ nhớ 256, RAM 8 bộ nhớ 128. Thì bên em bán là đa phần là cấu ba con này, hiện tại bây giờ ba con này là cấu hình cao nhất nha mọi người. Ba con này đều một cấu hình duy nhất, RAM 8 GB, 256 GB. Đây, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB, chip Dimensity 810 5G thì nó cũng giống giống con kia thôi ha. Màn hình 6,5 inch Full HD, tần số quét màn hình 90 Hz, màn hình đục lỗ nha. Đây, tần số quét màn hình 90 Hz, màn đục lỗ, pin 5000, camera 64 chấm, camera trước của nó 16 chấm, máy full chức năng. Một cây màu tím, hai cây màu đen, tại bán được cây màu tím rồi, còn có 1 cây à. Đó, hai cây màu đen là liếc ok ngon lành, máy full chức năng. Những con này là như nhau hết, mấy con này mở lên là màn hình nó như nhau, phần mềm cũng cài đặt như nhau, về là chỉ cần lắp sim vô xài thôi. Đó, như nhau hết. Oppo K9X giá bán 2.290.000, phiên bản cấu hình cao nhất nha, RAM 8 GB, 256 GB, không bán bản cấu hình thấp nha mọi người. Rồi tiếp theo Samsung Galaxy A52 5G, bản RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB,
ngoại hình, lưng thì còn đẹp, lưng thì ok đó. Lưng thì ok, khung viền thì cỡ hơi phải phẩy chỗ này xíu nè, nó hơi chốc sơn chút xíu thôi. Đó, còn lại là ok, nguy đỏ cho đó. Màn hình đẹp ken, màn hình AMOLED vuông tay trong màn hình, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, màn hình 6,5 inch, tần số quét 90Hz, Full HD, vuông tay trong màn hình, Snapdragon 750G, pin 4500, camera 64 chấm, camera trước của nó là 32 chấm, pin 4500, màn đẹp ken, không mám hố gì hết ha, A52 5G, 2 triệu 800K, cũng đầy đủ phụ kiện sạc xong. Sạc Samsung 25W tặng kèm, giá bán 2.800.000. Ốp lưng cường lực sạc 25W. Rồi tiếp theo, đây là LG V60, ngoại hình 97-98%, nó hơi phẩy đi chút xíu nè, còn lại đẹp nha. Đây, nó hơi phẩy đi chút xíu nè. Đó, còn lại lưng này ok, lưng thì khỏi phải chê, khung viền, đó, khung sườn là ok nè. Đây, chè lại nè. Đó, khung sườn ok hết nha. Đó, mới cái 97-98%, con này thì là cũng cấu hình ok, Snapdragon 865, giá này dưới 3 triệu 865 là ok lắm rồi, chưa có con máy nào dưới 3 triệu mà 888 mà full chức năng mà ngon hơn con này. Màn hình của nó là 6,8 inch, màn hình giọt nước vân tay trong màn hình zin AMOLED đẹp ken, độ phân giải 2K, RAM 8 128, camera sau 64 chấm, pin 5000, camera trước của nó là 10 chấm, máy full chức năng. Xách tay thị trường Mỹ nha. Con này là thị trường Mỹ, nhà mạng Verizon. Đây. Loa siêu Rồi, to. để hôm khác nha em. Anh yêu công con này cũng là loa kép nha mọi người, loa kép trên dưới, giá bán 2.990.000, tặng kèm ốp lưng sạc nhanh, dáng cường lực đầy đủ. Rồi Realme V50 nè, Realme 50 còn cây nè, còn cây nằm quả đây nè, RAM 6GB 128GB, full box trùng email, màn hình 120Hz, màu đen nha, màu đen nhám nha. Nói chung em cũng quay mấy clip rồi, hình như con này quay chắc quay tầm 7 8 clip rồi, tại bữa nhập 5 cây xong rồi bán hết 5 cây thì cái ngựa nhập thêm 10 cây rồi bán hết tới giờ luôn, bây giờ còn lại một cây. Đây là Realme V50, con này chạy con chip Dimensity 6100 lút, có 5G đầy đủ đó, hai camera sau, màn hình còn miếng siêu giá màn hình đầy đủ ha mọi người đó, khung viền vuông có 5G, RAM 6 128, giá bán 2.490.000, phụ kiện zin theo máy, men zin, màn hình zin, vỏ zin. Những con máy này là máy new chưa qua sử dụng, nhưng mà khi nhập về đây thứ nhất là phải mở ra để cài ứng dụng, thứ hai là hiện tại bây giờ nó nằm ở cửa hàng cũng lâu lắm rồi, nhưng bán giá máy cũ thôi, không phải máy mới new như cái gì, 2.490, không phải máy new chăm chăm nha, này nói trước nha, đây không phải là máy new. Rồi tiếp theo có con này nè, đây một con máy của Xiaomi bảo vệ môi trường, không tặng kèm sạc, nó cái hộp của nó như vậy nè, không tặng kèm sạc như vậy, nó bảo vệ môi trường giống như Apple quá đó, có sao bảo vệ cho nó dễ ha. Đây là Xiaomi CV1 đời đầu tiên, nhưng mà được cái bản cấu hình cao nhất của thằng Xiaomi CV1 nha. Con này là bản cấu hình cao nhất. Cao nhất nghĩa là sao? CV1 thì nó sẽ có bản cấu hình là RAM 8 128 thôi. Mặc định của nó là RAM 8 128, là bản thương mại bán ở đâu, cái cấu hình thấp nhất của nó là RAM 8 128. Chạy chip Snapdragon 778, màn hình của nó là 6,55 inch, màn hình cong siêu sexy. Con này cầm ok nè, lưng sau nè. Đó. Màn hình 120Hz, camera 64 chấm, pin 4500, camera trước 32 chấm. Nhưng mà con này là bản cấu hình cao nhất, nghĩa là sao? RAM 12GB. Cấu hình cao nhất của nó RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB, bản cấu hình cao nhất. Đây, màn hình 120Hz, tần số quét, camera khỏi phải nói, tại cái coi cái dòng mà CV này nè thì nó sẽ tập trung vô thiết kế với lại camera là nhiều. Cấu hình này nó bình thường thôi, Snap 778 5G. Thì con này nó cũng có 5G, con này nó cũng có loa kép. Đó. Chơi gì càng chơi càng ra nước. Đó. Công nghệ loa Dolby Atmos luôn nè, khung viền. Đó. Thì con này em đang bán với giá là 3.450.000. Mặc dù cái hộp của nó không tặng kèm sạc nếu gì,
là sao, cái hộp này nó mới ra, nó chỉ tặng kèm cái dây sạc thôi, nhưng mà bên em bán con này thì vẫn tặng cho quý vị sạc Xiaomi 33W nha. Đó, 3.450.000, RAM 12 256 nha quý vị, chứ không phải RAM 8 128 nha. RAM 12GB, 256GB, phiên bản cấu hình cao nhất rồi. CV1 là RAM 12 256 là cao nhất rồi. Đó. Giá bán 3.450.000. Không tặng kèm sạc trong hộp nhưng mà sẽ tặng sạc ngoài cho quý vị nha. Rồi, ok, hôm nay chỉ có nhiêu đó mấy thôi. Tuần sau nếu mà có nhập được nhiều hơn thì em sẽ cố gắng lên video giới thiệu cho mọi người ha. Rồi, nhờ mọi người xem tới đây hoặc là mọi người xem tới khúc nào mà có máy mọi người ưng thì mọi người có thể gọi trực tiếp với bên em để chốt máy ha. 0767347340. Cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video sau.